Chào quý vị, bà con cô chú ha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại bến phà Bãi Lèo thuộc xã Phú Thạnh của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay thì Khoa đang hỗ trợ cho một anh chủ đất để bán một cái lô đất, thật sự mà nói thì cũng rất là rẻ. Mình không biết lý do tại sao mà chắc có một số vấn đề về tài chính. Thì cái lô đất này hồi xưa thì chủ mua là 300 triệu cách đây một năm. Thì hôm nay á thì chủ đang gửi lại Khoa bán. Thật sự thì 2-3 ngày nay chủ có hơi gấp. Khoa có quay tập trước là 250 triệu. Nhưng mà tập này thì cách đây chừng 2 ngày chủ lại báo với Khoa: "Thôi bớt xuống đi em ơi. Anh cần tiền gấp dữ lắm. Bán giá 180 thôi." Thì cái lô đất này nha cô chú anh chị, với cái diện tích của nó là ngang là 6 m, chạy dài là 29 m. Đường này là khu vực của đường bến phà. Đường này là đường 8 m nha cô chú anh chị. Đường rộng 8 m, đang cán đan là 3 m. Thì cái đoạn đường này thì nó chỉ có một khúc từ ngay chỗ bến phà ra tới vị trí ngay chỗ biển báo là đang cập nhật là đường 8 m ha. Đoạn từ đó đi ra thì nó đang cập nhật là đường 4 m, đan 3 m. Thì đan 3 m thì cũng xuyên suốt từ ngoài tỉnh lộ đi vô ha. Đường thì xe cô chú anh chị mình đi sẽ xe 16 chỗ, xe 7 chỗ anh chị vô tới đất. Thì vị trí đất nó vẫn là ngay chỗ này ha cô chú anh chị. Với chiều ngang là 20, chiều ngang là 6 m, chạy sâu là 29 m. Đã trừ hết 8 m cái lòng đường ra rồi ha. Thì nó tầm khoảng tới đây nha cô chú anh chị. Tầm khoảng tới đây đi vô mình thêm được 29 m nữa. Thì giá của chủ mong muốn là có 180 triệu thôi. Cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu ha. Ngợp dữ lắm rồi. Thì chắc cô chủ cũng mong muốn là lấy tiền về sớm. Cho nên cô chú anh chị mình nếu mà quan tâm thì có thể lấy ngay cái sản phẩm này. Chỗ này thì cô chú anh chị mình cất nhà thì rất là mát luôn. Khu vực mé sông mà. Đây chính là sông Cửa Trung ha. Nhánh sông đi qua bên xã đảo Tân Thạnh. Từ vị trí đất nè, mình chạy ra ngoài bến, ra ngoài tỉnh lộ 87B, tầm khoảng 600 m ha. Ra tỉnh lộ 87B xong cô chú anh chị mình chạy thêm khoảng chừng 800 m nữa là mình xuống tới chợ Phú Thạnh nè. Trung tâm Phú Thạnh thì đầy đủ tiện ích hết ha. Chợ, trường học, Bách Hóa Xanh, ngân hàng, điện lực, rồi ủy ban huyện, công an huyện tập trung đầy đủ ở khu vực của Phú Thạnh. Thì xã Phú Thạnh này là xã loại 1 ha, xã trung tâm của huyện. Thì huyện Tân Phú Đông mình là một cái huyện đảo ha, cách Sài Gòn khoảng 65 đến 75 km. Thì cô chú anh chị mình có phương tiện ô tô, xe tải, xe lớn này nọ mình qua vẫn được. Tiếng phà hai đầu phà rất là lớn ha, phà trọng tải lớn, cũng giống như mấy cái loại hình phà các lái hay các bến phà lớn khác vậy đó. Thì về tương lai thì cũng một số tuyến đường ven biển rồi ha, thì chuẩn bị thực thi. Thì gói thầu thì cũng đã có rồi ha. Thì do gần đây cũng báo đài cũng đang tin lại rất là nhiều. Thì Bến Tre thì chuẩn bị làm ha. Còn đây ranh ở đuôi của mình đây ha. Phía sau đất mình không có màu mã gì hết cô chú anh chị. Còn ranh của mình thì nó đang nằm trong bụi lứt ha, mình không có thấy ha. Nói chung là đuôi có ranh hết rồi. Nền thì cô chú anh chị thấy là tương đối khá là cao ráo luôn nè. Từ đây mình ra chợ, trường học, ủy ban, ngân hàng. Bán kính thì tầm khoảng 1,5 cây số là đầy đủ. Ở ngoài cái đầu đường đi vô nè cô chú anh chị, Khoa nói với quý anh chị chạy ra khoảng 600 m, ngay chỗ đầu đường luôn là có trường mầm non. Đây mình nhìn thấy luôn nè, trường mầm non của xã Phú Thạnh. Trường mầm non lớn luôn ha. Đường mầm non thì vẫn nằm trên cái mặt tiền đường này ha. Nó chạy vô khoảng chừng 100 m là nó cặp với cái đường này, là có cái đường vô trường mầm non và cái nhà văn hóa của xã. Rồi quý anh chị mình chạy lên, chạy xuống khoảng chừng vài trăm mét nữa thì đầy đủ ngân hàng, tiện ích, Bách Hóa Xanh, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ hết luôn. Bệnh viện, ngân hàng. Hướng đất này đang quay về hướng Tây nha cô chú anh chị. Thì từ vị trí này mình ra tới bến phà Tân Long tầm khoảng
một cây rưỡi sốt. Mình ra bến phà Tân Long là mình đi về Gò Công Tây ha. Qua Gò Công Tây thì về Gò Công Tây mình đi về, mình có thể đi về thành phố Hồ Chí Minh theo rất là nhiều hướng, theo quốc lộ 1 lên Mỹ Tho, mình đi cao tốc rồi đi về các tỉnh miền Tây, đi về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý anh chị mình đi theo tuyến quốc lộ 50, mình đi thẳng một lèo về dưới thị xã Gò Công thì xong rồi mình lên thành phố Hồ Chí Minh vẫn được ha. Thì ước tính nếu mà tiếp giáp tới thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 65-70 km ha, tùy thì vị trí cô chú đang ở thì có thể cái hành trình km nó sẽ tăng lên ha. Thì cái view này thì thích hợp cho cô chú anh chị mình mở cái tạp hóa nhỏ lẻ ha, như bên đây cũng có cái quán ngay bến phà này. Mở cái tạp hóa nhỏ lẻ, hoặc là quý anh chị mình cất nhà vườn nghỉ dưỡng, thì khu vực này gần mới xong thì bao mát rồi, rất là mát luôn, gió lộng mỗi ngày. Thì trước chủ họ mua cái lô đất này chủ yếu là để về nghỉ dưỡng, thì giờ nói chung là thì mình không biết lý do gì sao, kinh tế chắc đang cần dữ lắm cho nên bán 180 triệu ha. Cô chú anh chị mình thấy thích thì nhanh tay sở hữu ha. Những lô đất mà giáp đây thì bán toàn là 300 triệu không á, thật sự mà nói. Bên đây cũng vậy ha, 300 triệu một lô không, 300, 320, chứ làm gì có giá rẻ như thế này. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm thì cứ liên hệ Khoa hoặc kết bạn Zalo qua số 0334474430, và số đó quý anh chị có thể gọi lên được ha. Đây Khoa gửi cuốn sổ cho cô chú anh chị xem, thì miếng đất này xong riêng sẵn đó rồi, giờ chỉ mình mua bán chuyển nhượng thì ra các nơi khu vực của tư pháp rồi mình công chứng chuyển nhượng qua tên thôi ha, quá rẻ. Rồi và kết thúc video đây nha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Nếu mà thấy hay cho Khoa xin một nút đăng ký kênh YouTube, hoặc là một nút like chia sẻ, để nếu mà quý anh chị thích thì có thể giới thiệu cho người thân để mua ha. Bên Khoa thì chuyên đất nền, đất vườn, đất thổ cư, giá rất là rẻ ha. Đối với những cái miếng đất mà đường đi công cộng như thế này thì tùy đường lớn đường nhỏ thôi cô chú anh chị. Thì đối với cô chú anh chị mình tài chính ít từ 150 triệu là mình đã có sở hữu rồi ha, đất thổ cư sổ hồng riêng sẵn hết. Có những dự án mới thì cô chú anh chị mình có thể tham khảo, hoặc là một số dự án cũ có sổ hồng thì giá cũng có một vài lô từ 150 triệu đó lên thôi ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều.